Các bạn ơi, Duy hiện giờ đang đến xã Suối Dây và uống cà phê là quán cà phê Vườn Nhãn các bạn. Thì vô tình gặp em bé này bán vé số, nhưng mà em đây là một trong những người con của ở Việt Kiều Campuchia về. Sự thật thì Duy cũng muốn chia sẻ những cái hoàn cảnh này để cho tất cả cộng đồng chúng ta xem thì cảm nghĩ của các bạn như thế nào. Có thể là chúng ta có tôn giáo thì chúng ta thương những hoàn cảnh như thế này, chúng ta cầu nguyện cho họ để họ có một cuộc sống tốt hơn. Còn cũng có một số người Duy nghe nói là về vấn đề cuộc sống của những người này như thế nào đó, thì chúng ta cũng không cần thiết phải quan tâm đến vấn đề đó lắm. Bởi vì thường thường người nghèo thì họ kém văn hóa, mà một khi mà đã kém văn hóa thì họ có khó mà hoàn thiện trước mặt chúng ta. Cuộc sống của họ luôn luôn lúc nào họ cũng tập trung suy nghĩ để kiếm tiền ha. Mấy em bé này còn nhỏ, đáng lý là ở cái tuổi này so với lại những cái gia đình khác có điều kiện sống thì bé sẽ được đi học, còn không thì cũng được cha mẹ nuôi ha, nhưng mà lại em đi bán vé số, thật đáng thương. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi con? Con 10 tuổi hả? Con tên gì? Con ở cái xóm Việt Kiều là xóm đó kêu bằng xóm gì? Xóm Đồng Kèn. Xóm Đồng Kèn. Dạ. Thì con một ngày con đi bán được bao nhiêu tờ? 101 tờ. Rồi kiếm được nhiêu tiền con? 101 ngàn. Cũng được 100 ngàn cũng được ha. Rồi ba mẹ có làm gì thêm không? Có. Ba mẹ làm gì? Chặt củi. Chặt củi đi sống. Thì một lần nữa Duy cảm ơn các bạn đã theo dõi clip Duy vừa qua. Nhưng mà có một điều là Duy cũng muốn nói lên những cái cuộc sống khó khăn của người Việt Kiều ở đây. Thì mong các bạn cũng thông cảm vì họ khó khăn, vì họ nghèo. Cho nên thường thường chúng ta muốn họ sống theo ý của chúng ta thì cũng là điều rất khó. Thì thôi, clip của Duy quay ở đây là vì Duy đi có một công việc riêng ở lên xã Tân Thành, huyện Tân Châu. Thì vô tình gặp mấy em ở đây. Mong mọi người quan tâm và cầu nguyện cho cộng đồng bà con kiều bào ở Campuchia nha mọi người. Ở đây Duy review từ bên ngoài vào trong để cho mọi người biết và nhận ra cái con đường này đi đâu và đến cái quán cà phê Vườn Nhãn này thì đi như thế nào ha. Đây là ấp 2 xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh nha mọi người. Chúc con mua bán may mắn nha. Bán nhanh hết nha. Đó, Duy đang review cái hướng này là cái hướng từ ngoài huyện Tân Châu đi vào đó. Rồi cái hướng theo hai chiếc xe này chạy đó là đi vào suối suối Ngô, cũng như đi ra để đi xuống xã Tân Thành hay quý vị ha. Còn đây Duy đang uống cà phê ở quán này, đây là cà phê Vườn Nhãn. Cà phê Vườn Nhãn thì đúng là sự thật, vào là thấy rất nhiều cây nhãn, là người ta trồng nhiều nhãn ha, gọi là vườn nhãn. Họ có làm những cái máy hiên nhỏ nhỏ như thế này và có những cái võng để chúng ta vào chúng ta nằm nghỉ trưa ha quý vị. Và tất cả cũng có mấy anh đây ngồi đây cũng như giống Duy vào nghỉ trưa, có thể uống ly cà phê rồi nằm võng. Ở đây có wifi nữa thì chúng ta có thể sử dụng wifi và dùng vào internet đó. Đất đai ở đây rất rộng, người ta có thể làm cà phê sân vườn. Rồi Duy mời quý vị vào cùng thưởng thức cà phê với Duy nha.
có bông rồi nè. Tới chừng có trái đẹp lắm. Đúng rồi, vườn nhãn toàn là cây nhãn thôi. Cà phê đây thì uống được cà phê hạt vì ở cái vùng Tây Ninh này đa số mình vô quán cà phê á mình phải nói người ta cà phê hạt thì cà phê nào cũng từ cái hạt cà phê làm ra, nhưng mà Duy cũng cái không hiểu rõ pha. Ta nói là cà phê pha, cà phê pha bột khác rồi cà phê hạt khác chắc vậy. Cà phê bột là không biết họ pha bằng cà phê bằng gì mà họ nói là cà phê bột. Còn cà phê hạt thì tất cả nguyên liệu làm ra cà phê tất nhiên là phải từ cái hạt cà phê. Nhưng mà ở Tây Ninh này mấy ngày nay Duy uống cà phê, Duy nghe người ta hỏi là uống cà phê hạt không, thì Duy hỏi cà phê nào ngon, người ta nói cà phê hạt, cho nên Duy uống cà phê hạt. Còn không không giống như Sài Gòn, Sài Gòn vô cà phê nào cũng được hết à. Tùy theo quán, quán ngon hay quán dở. Thì em ngồi mấy cái quán ở trên đây lần nào cũng có người hỏi là uống cà phê hạt hay uống cà phê thường, mà em hỏi gì chứ cà phê hạt là sao, cà phê thường là sao, người ta nói là cà phê thường là tao pha mà không biết pha cái gì luôn, còn cà phê hạt là cà phê nguyên chất. Cà phê nguyên chất cho nên giờ rút kinh nghiệm vậy hỏi cà phê Trung Nguyên xay ra bột làm bằng cái gì. Cái đó không biết. Trung Nguyên cà phê nổi tiếng á. Cái đó là ở Sài Gòn rồi. Nhưng mà thôi xin lỗi Lê Phước Vũ nha, Duy nói chơi thôi chứ Duy cũng không có chăm biếm với cà phê Trung Nguyên của anh đâu. Anh cà phê Trung Nguyên là cà phê ngon á. Cà phê Trung Nguyên là số 1. Không biết, chỉ biết chứ chưa thấy mặt, nhưng mà nghe nói anh Lê Phước Vũ là một trong những người sáng lập ra cà phê Trung Nguyên. Anh hay lắm, number one. Có phải Vũ là Lê chỗ chị Nhung không? Đúng rồi. Chị Nhung là cà phê Tika. Chị Nhung là cà phê ca cộng. Cà phê của chị Nhung là khác nữa. Tika, mà hiện tại bây giờ cà phê chị Nhung nghe nói cũng cạnh tranh dữ dằn lắm, cũng đi cà mấy phê, trong nước cà phê, cà phê đó là cà phê ngon á. Uống thì thấy ngon lắm. Mình không phải dân sành điệu nhưng mà uống là thấy ngon lắm. Người không biết về cà phê nhưng biết ngon biết dở. Giống như người ta không biết nấu bánh canh nhưng ăn bánh canh ta biết bánh canh ngon. Thôi, Duy cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Duy. Một lần nữa Duy thân mến chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và bình an. Duy bye mọi người và xin tạm ngừng clip tại đây, hẹn clip sau nha.